Tại buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội vào sáng số 15 10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trả lời về vấn đề nước tinh khiết sông Đà có mùi bất thường gây sợ hãi cho người dân. Theo ông Chung, ngày 10 tháng 10, đô thị có chiếm được tin nhắn của người dân và báo chí phản ánh về việc nước tinh khiết tại các quận Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai có mùi bất thường và đã xây dựng đoàn kiểm tra. Nội dung kiểm tra cục bộ nguồn cung, xả nước của nhà máy nước sông Đà thuộc công ty quản hồn doanh nước tinh khiết sông Đà Cô, và cho đến nay đã có thành tựu. Có thể nói, nguồn ô nhiễm này do ở trên đầu nguồn nước có một số người dân đã vào đổ dầu phế thải vào đầu con suối sau đó chảy ra hồ và nhà máy không kiểm soát tốt dẫn đến chảy vào hệ thống lọc nước của nhà máy. Từ hệ thống lọc nước này đã chảy vào hệ thống nước ăn của người dân. Đây chính là nguyên nhân phát hành mùi bất thường. Mùi này qua thành tựu xét nghiệm xác định, đó là liên quan đến chất xylene và có tỷ trọng từ 1,3 3, 6 lần cao hơn so với mức bình thường. Quan điểm của chúng tôi sẽ xử lý nghiêm trường hợp này, ông Chung nói. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nêu rõ, thành phố sẽ có công dân gửi tỉnh Hòa Bình lãnh đạo cơ quan điều tra công an tỉnh Hòa Bình vào điều tra làm rõ ràng bổn phận của công ty. Công ty này phát hiện việc đổ trộn dầu thải từ ngày 8 tháng 10 nhưng không công bố ai, không có hành động gì liên quan ngăn chặn dầu này và cứ để trôi vào nhà máy, dẫn đến vào nguồn nước. Chúng tôi đã làm việc với công ty và yêu cầu toàn bộ nguồn nước ở các bình thường cư, trạm nước phải xúc xả. Toàn bộ hải phí sẽ do công ty này chịu bổn phận. Nếu thiếu nước toàn bộ chúng tôi sẽ tạm thời điều hòa nước cấp từ trạm dương nội, nhà máy nước sông đúng và kiến nghị nhà máy lắp camera để giám sát toàn bộ việc bảo vệ nguồn nước, đồng thời đổi mới công nghệ để nâng cao, đảm bảo chất lượng nguồn nước, ông Trung nêu rõ ràng. Hiện tượng nước sạc sông đã có mùi lạ xuất hiện từ ngày 10 tháng 10 ở nhiều quận ở Hà Nội như Thanh Xuân, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm. Đoàn kiểm tra liên ngành đã lấy mẫu, xét nghiệm vào ngày 11 tháng 10, dự kiến có kết quả sau 7 ngày. công ty cổ phần hải doanh nước sạc sông Đà đang cung cấp khoảng 300 không mét khối nước ngày đêm cho toàn bộ khu vực Tây Nam Hà Nội gồm các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Hà Đông và một số quận nội thành cùng một số khu vực khác thuộc hệ thống cấp nước chuỗi thành phố Sơn Tây Hòa Lạc Xuân Mai Miếu Môn Hà Nội Hà Đông.